coi như là làm một cái tiệc tất niên cho những anh em nuôi dòng chó săn xoáy Thái Lan, cũng giống như là đam mê dòng chó săn xoáy Thái Lan giữ nhà, cũng giống như câu mình hay nói trên YouTube hay là trên YouTube ha, mình nói là mến chào anh em đam mê dòng chó săn xoáy Thái Lan. Cảm ơn em rất là nhiều tới cái buổi tiệc chung vui ngày hôm nay. Thôi cũng không có gì hơn, năm 2024 mình sẽ phát triển cái dòng nuôi chó săn xoáy Thái Lan biết giữ nhà, cùng với những anh em kết hợp nuôi gia công cũng như phát triển dòng chó săn xoáy Thái Lan này nha. Rồi chung lục cảm ơn em rất là nhiều. Rồi mời anh em nha, 1 2 3 vô. Biết giữ nhà đó, biết giữ nhà nha, không tăng động nha. Rồi, anh Bảy mới tới luôn nè anh em ơi. Đó, anh Bảy đó. À, anh Bảy nè, Ngọc nè, đó, mấy anh em. Hello. Anh em mua không? Rồi, 1, 2, 3, vô. Anh em mua mai tặng chó, mua chó tặng tặng mai nha. Cuối cùng anh em ơi, cuối cùng sao im re, sao mà khóc lên tiếng. Có đi mà thiếu mọi người kêu lên, mình chơi nguyên đêm, mình chơi tới sáng sáng.